Rồi xin chào cả nhà nha. Thì hiện tại Hoàng đang có mặt tại tiệm sửa xe của anh Bầu cả nhà. Thì tiệm sửa xe của anh Bầu thuộc trong khu dân cư Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay Hoàng lên Bình Dương chơi, có ghé tiệm anh Bầu, thăm anh Bầu. Thì anh Bầu có lấy về một chiếc Wenfa nè. Nó có ông anh ổng cũng mới lấy một chiếc Phil 1, cũng gọi là xe cọp luôn nha cả nhà. Đó, xe này cặp vỏ trước sau còn đủ nguyên cặp ha, nhông sinh dĩa còn theo xe luôn, nhưng mà chạy nó hơi kêu cho nên là anh thay, chứ nhông sinh dĩa chưa có mòn lắm ha. Đây anh Bầu đang thay bộ nhông sinh dĩa cho anh trai này luôn. Đó, xe Phil 1 của anh trai này mới lấy ha, hơn 50 triệu đó nha cả nhà. Đó, xe cọp luôn, vỏ trước vỏ sau là còn đầy đủ hết nha. Một chút xíu mình sẽ quay chi tiết cận cảnh trên xe luôn ha. Xe rất là đẹp luôn. Bữa giờ thì Hoàng mới thấy chiếc Phil 1 này là đầu tiên, là xe còn khá đẹp ha. Đó, nhông sinh dĩa mới thay lần đầu tiên luôn. Để mình quay cái bộ nhông sinh dĩa ghim cho cả nhà coi nè. Chưa có mòn luôn ha. Đây nhông sinh dĩa ghim của xe nó luôn ha. Đó, còn nước sơn chấm vàng gì đâu luôn đó. Găng chưa có mòn luôn, mà tại hơi kêu anh trai này anh thích thay mới rồi. Xe này anh mới sang tên cho nên là ga là 5 số nha. Xe gốc Sài Gòn 4 số luôn ha. Nói chung là ghim hết toàn cọc, vàng bạc vàng chân đầu nồi rồi khỏi chê luôn. Đó. Đây cái vàng bạc nè ha. Này nó chưa rửa nha cả nhà, còn hơi đóng sình nha. Cái này rửa sạch ra là mới ken luôn á. Đây ốc đĩa rồi. Vỏ trước nè cả nhà. Đó, vỏ theo xe ha. 203 nè. Gai còn dày luôn nha. Rồi để mình qua dắt đây ha. Cặp phục trước là rất đẹp luôn, không có chạy chóc nước sơn gì nhiều ha. Dán keo luôn á. Phục này có dán keo nè, đó, có bảo vệ keo trong luôn nè. À đây trên là phần đầu máy cả nhà. Này hơi có quá, để chút mình qua dắt bên kia ha. Lốc sơn đu cá là nói chung là ghim hết nha. Mới thay nhông sinh dĩa lần đầu. Đây là bên trong nè, thùng xăng nè, mới can rồi cả nhà. Có đóng hơi bụi thôi nha. Đó. Đế yên đồ là ghim hết nha, da yên chưa lợp luôn, da yên theo xe luôn. Rồi để mình qua anh đây cho cả nhà xem nha. Cái bô nè, đóng đắt thôi chưa rửa. Chút xíu nó rửa ra là mới ken luôn nha. Tem sản xuất 2 lá 3. Lốc nồi là nước sơn ghim hết nha. Nói chung là xe này là chỉ mới thay nhông sinh dĩa lần đầu thôi nha cả nhà. Rồi đây kiếm cái đất vô sau quay cho cả nhà xem ha. Đây đát chỗ sau, chả nắng quá. Đó, đát vỏ sau cũng 203 luôn nha. Vỏ trước sau còn nguyên cặp nha. Đó, anh em mà xem đánh giá xe. Để mình quay trên cái phần đầu máy nha, gòn còn lá cờ luôn. Để cho số thọ Hoàng đây. Nè. Xe chưa chỉnh cò gì hết nha cả nhà. Đó. Ốc còn vàng ính luôn, gòn còn lá cờ luôn nha. Xe này gốc thành phố nha, không phải gốc Hà Nội nha. Xe này biển cũ là 4 số của thành phố nha. Anh ở Bình Dương anh mới sang tên lại thôi.
mới lấy về. Kiến xe là còn nguyên cặp luôn nha. Đó. Chủ xe rất kỹ, có kiến xe mà còn bọc ni lông nữa nè. Rồi biết kỹ cỡ nào rồi. Đây anh em đâm chơi những dòng phiêu mọt vô xem là sẽ biết rõ hơn ha. Phiêu mọt mới thay nhông xin dĩa lần đầu ha. Câm đùm nền đều là ok hết nha cả nhà. Đó, nước sơn vàng bạc là còn rất đẹp nha. Tại cái này chưa rửa thôi, đang làm là cũng nhớt. Phiêu mọt đời 2 lá 3. Alo. Để quét thử tiếng máy cho cả nhà nghe luôn ha. Đang mặn hả? Chìa khóa ghi theo xe luôn nha. Đang mặc tiếng nồi còn chả kịch kịch luôn nha cả nhà. Tem ngựa, tem cá bình thường phải không? Tem tem qua rồi đó. Là đen bạc có lấy đèn không? Đó. Ga anh tay im như chó thở luôn. Không có đèn lái phải không? Rồi nó giỡn ngay nha cả nhà, chiếc phiêu một rồi quá đẹp luôn ha. Nó giá thì cũng hơi căng nha. Thì anh em cô chú bác nào có nhu cầu chơi xe thì đó cứ alo cái số điện thoại bên dưới tiêu đề ha. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.